Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận bán kết bóng truyền hay nữa giữa hai đội tuyển bóng truyền hay nữa của Sao Mai Trung Hà 1 và đội tuyển bóng truyền hay nữa của Hợp Thịnh trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hay do câu lạc bộ bóng truyền hay Sao Mai Trung tổ chức năm 2024. Như vậy ở trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Mai Trung Hà 1 phía gần này các bạn và các cầu thủ của Hợp Thịnh phía xa các bạn 2-0 cho các cầu thủ Mai Trung 1. Vậy được không? Tuyển 2-0 lên tuyển Mai Trung phân bóng. Đá bóng tốt. Điểm số đầu tiên của trận bán kết cho các cầu thủ khách Hợp Thịnh 1-2. Đá bóng tốt. Như vậy điểm số đã cân bằng 2-2. Đây là một pha tấn công bị bắt bài của các cầu thủ Mai Trung. Bên tuyển Hợp Thịnh phát bóng. Bóng không qua lưới rồi, rất tiếc cho các cầu thủ Hợp Thịnh. Điểm 3-2 cho Mai Trung. Đấm bóng tốt, 4-2 khoảng cách nhân đôi với các cầu thủ Mai Trung. Số 6 của Mai Trung phát bóng. Còn không? Được rồi. Rất tốt. Đôi điểm cho Hợp Thịnh. 3-4. Đội bóng tốt. 5-3 cho Mai Trung. Anh Trung bóng đi hết nha. Số giờ là 7-5 nghiêng về các cầu thủ chủ nhà Mai Trung. Một tốt điểm cho Hợp Thịnh 6-7. Như vậy điểm số được cân bằng 7-7. Một trận bán kết.
Trận bóng tốt được cái phút chân đỏ. Công đấy mà xuống thì mình thua ngay á. Không. Không. Có lẽ là bên cầu thủ bên Hợp Thịnh có cầu thủ nhiều chân. Tiếp tục. Số nhà là 8-7 nghiêng về các cầu thủ của Hợp Thịnh. Bây giờ là chủ công chính của Hợp Thịnh, bóng trong sân. Điểm 9-7 cho Hợp Thịnh. Bây giờ là chủ công chính của Hợp Thịnh. Tạ Nhung đã bị đau chân rồi. Rất tiếc cho các cầu thủ Hợp Thịnh. Bước vào trận bán kết quan trọng này thì các cầu thủ Hợp Thịnh là có chủ công xuất sắc thì lại ra ngoài. Một bóng tốt, điểm 8-9 cho Mai Trung. Điểm 18 cho Hà Tĩnh. Ở ngoài sân 11-8 cho Hà Tĩnh. Đẩy bóng rất tốt, vừa pha nhảy rất tuyệt vời của chủ công số 2. Điểm 9-11. Bên kia Hồng Sơn thắng can chắc à? Hồng Sơn công đều lắm. Bỏ nhỏ thành công và bỏ nhỏ rất sáng tạo của các cầu thủ Mai Trung. 10-11 cho Mai Trung. Phát bóng quan điểm ngay. 11-0. Sân rồi. Điểm cho Mai Trung. 12-11. Lần đầu tiên trong trận đấu thì các cầu thủ của Mai Trung vừa lên dẫn trước các cầu thủ của Hợp Thịnh được một điểm. Cái kia thủ cho đâu nhỉ? Vẫn công chắc thôi nhưng thủ tốt đấy. Thủ nhịp nhàng rồi. Không được rồi, bóng không qua lưới. Điểm 13-11 cho Mai Trung. Bóng đã chạm tay chắn các cầu thủ của Mai Trung ra ngoài sân. Đội điểm cho Hợp Thịnh 12-13. Tốt, điểm cho Mai Trung 14-12. Không được rồi, bóng không còn lưới, rất tiếc. 15-12 cho Mai Trung. Sau khi chủ công chính Tạ Nhung lại vào thi đấu, khả năng là bên tuyển Hà Tĩnh chưa đồng ý. Trận đấu tiếp tục, điểm số bây giờ là 15-12 nghiêng về các cầu thủ Mai Trung. Đéo nhảy. Trong sân. Điểm cho Hà Tĩnh 13-15. Đỡ này nè.
Đấu dâm để cho chó. Bóng ngoài sân. 14, 15 cho hợp lý. Không được rồi, bóng không có lưới, không có bóng rồi. Tỷ số được cân bằng 15 đều. Bên tuyển Mai Trung xin hội ý. Tỷ số bây giờ 15 đều. Tiếp tục. Điểm cho Mai Trung 16-15. Lôi. À xin lỗi. Hai trái bóng vào sân. Nó cho đánh lại. Có bóng vào rồi. Bên tuyển Mai Trung phát bóng. Bóng trong sân. Điểm 16 đều. Trong đánh vào đây này. Tính gạch vàng mà trong gạch trắng và gạch trắng. Úi giời. Rất tốt. Và rồi là pha được bóng tay kêu rất tốt của thủ công số 8. Nâng điểm số của Mai Trung lên 17-16. Bóng đã chạm tay trắng của Hà Thịnh ra ngoài sân. 18-16 cho Mai Trung. Đâu dám nhảy nữa, không dám nhảy được cái này. 19-16. Chân đau không dám nhảy nữa. Của số 8 và đó là pha tấn công rất hay. 20-16 cho Mai Trung. Bóng ngoài sân rồi. Đội điểm cho Hợp Thịnh 17-20. Tuyệt vời rồi đó. Rồi điểm cho Mai Trung. Tỷ số bây giờ là 21-17. 20 phút trước khi bước vào trận thứ hai. Trận thứ hai của trận bán kết. Trong trận thứ hai này thì các cầu thủ của Mai Trung phía sau này các bạn và các cầu thủ của Hà Thịnh phía gần này các bạn. Trận bóng tốt. Điểm số đầu tiên cho Mai Trung 1-0. Hay. Bay mình thôi đấy. Chắn các cầu thủ Hoàng Thịnh ra ngoài sân. 2-0 cho Mai Trung. Ừ.
3-0 cho Mai Trung. Khi thủ công chính của Hợp Thịnh bị đau chân, đó là cái cường độ trận đấu của Hợp Thịnh giảm hẳn xuống. Không được rồi, như vậy điểm số đầu tiên của Hợp Thịnh 1-3. Không còn nữa rồi. Điểm cho Hợp Thịnh 2-3. Ôi giời, rất tiếc cho các cầu thủ Hợp Thịnh. Bóng không vào lưới. 4-2 cho Mai Trung. Tài ra hiệu 100 lưới của chuyền hai. 5-2 cho Mai Trung. Lỗi dâm bạch rồi, chính xác. Bây giờ là lỗi dâm bạch của số 4 bên tuyển Hợp Thịnh. 6-2 cho Mai Trung. Mai Trung là một đội có một chủ công, khi chủ công lao chân thật sự cũng là toàn đội suy sụp hoàn toàn. Trận bóng tốt, điểm cho Hợp Thịnh 3-7. Kiểu nó mới bị nó nặng đá vào giờ nó mới đau, nó bị chân, nó cảm giác đau, nó thực tế nó là rất đau, mới bị thôi. Bỏ nhỏ thành công, điểm 4-7 cho Hợp Thịnh. Rất tiếc một pha bỏ bóng rơi tự do. Điểm cho Mai Trung 8-4. Vẫn còn rất tốt. Rất tuyệt vời. Bóng trong sân. 5-8 cho Hợp Thịnh. Quả bóng rất đắt đéo. Bóng họ thành công và tấn công rất hay, còn rất tuyệt vời của công nhân. Đây chỉ là cái xin lỗi. Bóng ngoài sân. Điểm cho Hợp Thịnh 6-10. Mười 1-6 cho Mai Trung. Mười 2-6 khoảng cách trên đôi với các cầu thủ Mai Trung.
13-6. Cả đội có được một công trong cái đầu công cũng hỏng mẹ thôi còn gì. Là bóng tốt. 16-6 cho các cầu thủ Mai Trung. Bên tuyển là bên kia đội Mai Đình. Điểm cho Hà Tĩnh 7-16. Đây bóng tốt. Điểm 17-7. Điểm 18-8, khoảng cách 10 điểm ở trận bán kết này với các cầu thủ chủ nhà. Rất tiếc cho ui giời ra ngoài đấy, đứng ngoài sân rồi à, trong sân nào. 19-8 cho các cầu thủ Mai Trung. Đấy, bước một nữa là sai rồi. Như vậy 20-8 cho Mai Trung. Đội bóng tốt. Điểm 9-20 cho Hợp Thịnh. Đây kết thúc trận đấu thứ hai thì các cầu thủ của Mai Trung giành chiến thắng trước các cầu thủ của Thịnh điểm số là 219 và giành chiến thắng chinh phục 2-0. Mình xin kết thúc phần bình luận ở đây. Chào các bạn. Chúc mọi người những kênh thứ tăng vui vẻ nhất. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem.